Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý bà con cô bác, có mặt trong buổi tang lễ tôi đêm nay. Bà con cô bác ơi, bà con cô bác ơi, có nỗi đau đớn nào bằng cảnh sanh ly tử biệt, còn nỗi chua xót nào bằng khi kể từ hôm nay, kể từ hôm nay chúng con đã vĩnh viễn mất đi một người mẹ hiền yêu kính. Các cháu vĩnh viễn mất một người bà, họ hàng mất một người thân, dành đau lòng nhất. Đau lòng nhất là kể từ hôm nay thì cha con đã vĩnh viễn mất đi một người vợ hiền, đã bao năm dài cùng chung chăn sẻ gối. Vậy là kể từ hôm nay, kể từ hôm nay những bữa cơm chiều chúng con sẽ không còn được nghe tiếng nói tiếng cười của mẹ. Và những lúc đi đâu xa về, những lúc đi đâu xa về, con sẽ không còn được nhìn thấy mẹ tự cửa vợ trong. Mẹ ơi, mẹ ơi, con dẫu biết rằng sanh ly tử biệt, nhưng trước hoàn cảnh này, trước hoàn cảnh này làm sao chúng con không khỏi đau thương. Vì kể từ hôm nay, kể từ hôm nay chúng con sẽ không còn được nghe tiếng nói tiếng cười của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi con đường nào thì cha và các con còn trông còn đợi, chứ mẹ rẽ lối này, mẹ rẽ lối này thì các con biết tìm mẹ ở nơi đâu. Chỉ còn lại có đêm nay nữa thôi thì cha và các con các cháu được gần kề bên mẹ, rồi sáng ngày mai này sẽ làm lễ đồng quan, thì cha và các con sẽ xa mẹ mãi mãi. Thưa, trước là các cấp chính quyền địa phương sở tại, sau là quý ông bà cô bác nội ngoại hai bên, tình nghĩa thông gia, bạn bè thân hữu gần xa sắp diện kề cận. Ông bà cô bác ơi, không có nỗi đau nào bằng cảnh phu thê ly biệt, chồng xa vợ, các con buông thuở bắt mẹ kính yêu. Mẹ ơi, dù cho anh chị em chúng con có lớn khôn cỡ nào đi chăng nữa, các con vẫn mong rằng còn cha, còn mẹ cạnh kề bên, để mỗi khi trên bước đường đời anh chị em chúng con vô tình vấp ngã, cha sẽ là người an ủi dỗ về, còn mẹ dang vòng tay rộng chở che con. Các anh các chị ơi, anh chị em mình chưa có một ngày dâng cho mẹ chung trà, dâng cho cha chung rượu. Hôm nay mẹ vĩnh viễn xa đi rồi. Mẹ ơi, kể từ đây các con không còn được gọi lại tiếng mẹ ơi trên cõi đời này nữa. Mẹ ơi, các con có đôi lời tưởng nhớ đến mẹ kính yêu. Mẹ là người chín tháng cưu mang, cùng cha bao nhiêu ngày cha chờ cha đợi. Khi anh em chúng mình cất tiếng khóc chào đời, cha với mẹ quá nỗi mừng vui. Máu của mẹ, anh hai ơi, máu của mẹ hòa thành dòng sữa ngọt, nuôi cho anh em mình lúc tuổi còn nằm nuôi. Mẹ ơi, nay các con còn đây, sao mẹ đành xa đi trong âm thầm lặng lẽ. Anh hai ơi, anh hai lớn trong gia đình,
mẹ với cha thương ai nhiều nhất? Những khi cha mẹ vắng nhà, anh hai lo mà chăm sóc các em. Các em quậy phá, khi cha với mẹ về thì anh hai đứng xa nay lạnh chịu. Những đôi đột mà cha với mẹ đã đánh anh hai. Anh hai ơi, kể từ đây mình mẹ mất thật rồi. Mẹ ơi, khi anh em chúng con đến tuổi trưởng thành, thành gia lập thất, trai cưới vợ, gái theo chồng, trước ngày xuất giá các chị, mẹ ngồi cạnh bên dặn dò kỹ lưỡng. Mẹ bảo rằng phần các con là phần gái lấy chồng xa cha xa mẹ, về bên chồng nhớ lo làm tròn bổn phận nghe con, khi nào rảnh rỗi trở về thăm cha với mẹ. Kể từ đây mẹ không còn trên cội đời này nữa anh hai ơi, đứng trước cột áo quá của người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn đến cơ sở mai táng Úc Lợm và em Thắng đảm trách. Trong suốt mấy ngày đêm vừa qua, tạo hết mọi điều kiện, mọi phương tiện để lo cho ta, người mẹ, người bà chúng tôi với phần trái giấy bị lóng trọng. Gia đình chúng con xin cảm ơn đến quý cao tăng đại đức, quý sư, quý thầy, quý tăng ni Phật tử, đại đại xá Quang Lâm thiết lập đàn tràng để cầu nguyện hồn của người mẹ, người bà chúng con sớm được siêu chiêu về nơi cõi Phật. Gia đình cũng không quên cảm ơn tất cả các chú ở trong ban nhạc lễ đã đem tiếng trong tiếng kèn làm cho đám tang người mẹ, người bà chúng tôi thêm phần trái tim và ấm áp hơn. Gia đình xin cảm ơn tất cả các anh chị giữ xe phía bên ngoài, anh đánh trống và toàn thể các chú anh cùng tiếp lệ phía trước, tất cả các cô các chị phụ bếp với bếp bên trong, các chú các anh phụ giúp gia đình tiếp các lễ nghi từng chung trà điếu thuốc, các cô các chị phụ giúp gia đình nấu từng bữa cháo bữa cơm. Trong lúc tăng gia bối rối nếu có điều chi không tròn, con xin toàn thể quý ông bà các bác chị thương tình bất hỷ bỏ qua cho. Con xin phép thay lời của cha và tất cả anh chị em trong gia đình, và cũng xin kính mời toàn thể quý ông bà các bác nội ngoại hai bên tình nghĩa thông gia, bạn bè thân hữu gần xa sớm gì kề cận, nhân chút thời gian quý báu của mình, đúng 7 giờ sáng ngày mai xin hãy ở gia đình chúng con để cùng với người cha hiền hòa chân hậu và tất cả con cháu và người thân của mẹ đưa tiền mẹ con về nam vị lần sau cuối là ngàn thu vĩnh biệt. Sau khi ăn táng mẹ xong, gia đình cũng xin kính mời cô chú chị trở lại với tư gia dùng với gia đình chung trà chén rượu để cho cha và tất cả anh chị em chúng con có lời tri ân và cảm tạ. Giờ đấy đứng trước cổ áo quan của mẹ con, anh em của chúng con không biết nói gì hơn. Xin thành tâm gửi đến bà con cô bác ơi, lại này tặng gia cảm tạ ơn gì của cô ba xa gần đã đến chia buồn một gia đình con suốt mấy ngày qua. Ông bà cô bác đến thành thật biết ơn mẹ ơi, giờ đây các con tề đi rồi, con nghe đau nhói trong lòng khi mẫu tử biệt.